luật đất đai sẽ có hiệu lực sớm vào ngày 1 tháng 8 tới đây và những điểm mới sau người dân cần biết để bảo đảm quyền lợi của mình. Hãy cùng công ty luật ACC tìm hiểu 7 thay đổi của luật đất đai mới 2024 thông qua video nhé. Thứ nhất, bổ sung quy định về quyền và nghĩa vụ của công dân đối với đất đai. Theo đó, quyền của công dân đối với đất đai gồm: 1. Tham gia xây dựng, góp ý, giám sát trong việc hoàn thiện và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai. 2. Tham gia quản lý nhà nước, góp ý, thảo luận và kiến nghị, phản ánh với cơ quan nhà nước về công tác quản lý, sử dụng đất đai. 3. Quyền về bình đẳng giới trong quản lý, sử dụng đất đai. 4. Tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất theo quy định của pháp luật, đề nghị nhà nước giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất theo quy định của pháp luật. 5. Nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho, nhận thừa kế, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất, mua, bán, nhận chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp là giá trị quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. 6. Thực hiện các quyền của người sử dụng đất. Thứ hai, bỏ khung giá đất và thay vào đó là bảng giá đất theo giá thị trường. Căn cứ thế độ 159 của luật đất đai mới quy định là sẽ bỏ khung giá đất và thay vào đó là bảng giá đất theo giá thị trường. Do vậy, với việc xây dựng bảng giá đất theo giá thị trường thì khi thực hiện việc bồi thường, người dân sẽ được tăng cao về việc là giá trị bồi thường sử dụng đất. Tuy nhiên, trường hợp thực hiện việc chuyển nhượng hay thực hiện cấp giấy chứng nhận lần đầu thì nộp tiền sử dụng đất cũng sẽ rất là cao. Do vậy, người dân cân nhắc nếu như ai chưa làm giấy chứng nhận, chúng ta làm giấy chứng nhận sớm để tránh việc phải nộp thêm những khoản chi phí phát sinh. Thứ ba, căn cứ theo khoảng 3 điều 4 của luật đất đai mới quy định rằng người Việt Nam mà còn quốc tịch định cư ở nước ngoài thì cũng sẽ được thực hiện các quyền như nhận chuyển nhượng này đối với lại người Việt Nam ở trong nước. Cách định nghĩa này khác so với cách định nghĩa theo quy định của luật đất đai năm 2013, nhóm đất chưa sử dụng gồm các loại đất chưa xác định mục đích sử dụng. Thứ tư, sửa đổi quy định về phân loại đất. Theo điều 9 luật đất đai năm 2024 không liệt kê các loại đất thuộc đất nông nghiệp khác, không liệt kê các loại đất thuộc đất phi nông nghiệp khác, đồng thời sửa đổi lại định nghĩa nhóm đất chưa sử dụng. Theo đó, nhóm đất chưa sử dụng là đất chưa xác định mục đích sử dụng và chưa giao, chưa cho thuê. Tiếp đó, điểm mới thứ 5 cũng quy định rằng, người mà không trực tiếp sản xuất trồng lúa thì cũng có thể nhận chuyển nhượng đất trồng lúa. Đồng thời, gia tăng cái việc hạn mức nhận chuyển nhượng đất trong nghiệp từ 10 lên 15 lần. Trước đây thì căn cứ theo luật đất đai 2013 thì chỉ là 10 lần thôi. Còn bây giờ là tăng lên là 15 lần so với cái hạn mức là giao đất nông nghiệp. Điểm mới thứ 6, đó là thường tranh chấp đất đai chúng ta có cái câu là vô phúc thì đáo tục đình. Theo đó, căn cứ theo luật đất đai mới cũng quy định là bổ sung đối với trường hợp khi giải quyết tranh chấp đất đai. Chúng ta có thể lựa chọn bằng phương thức là tổ tụng bằng trọng tài đối với những cái tranh chấp đất đai mà có liên quan phát sinh từ hoạt động thương mại. Thế nên trong cái trường hợp những cái tranh chấp đất đai phát sinh, chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện giải quyết qua con đường tổ tụng trọng tài để rút ngắn cái thời gian giải quyết cái bộ tranh chấp của chúng ta. Thứ 7, thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng về chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Tại điều 16 luật đất đai năm 2024 quy định các chính sách bảo đảm đất sinh hoạt cộng đồng, giao đất, cho thuê đất đối với đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất ở, đất sản xuất, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc xây dựng và thực hiện chính sách hỗ trợ đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Luật đất đai năm 2024 cũng đã quy định nguồn lực để thực hiện chính sách, đảm bảo quỹ đất để thực hiện chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số, quy định hạn chế một số quyền của người sử dụng đất đối với các trường hợp được giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo chính sách hỗ trợ đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Theo đó, nhà nước có chính sách hỗ trợ đất đai lần đầu cho cá nhân là người dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, phù hợp với phong tục, tập quán, tín ngưỡng, bản sắc văn hóa và điều kiện thực tế của từng vùng để bảo đảm ổn định cuộc sống. Luật đất đai 2024 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật đất đai của nước ta. Với những thay đổi toàn diện, luật đã tạo ra một khung pháp lý rõ ràng, minh bạch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân và doanh nghiệp. Việc nắm vững và thực hiện tốt các quy định của luật sẽ là yếu tố quan trọng để đảm bảo sự phát triển bền vững của đất nước. Truy cập website accgroup.vn và nhấn đăng ký kênh YouTube công ty luật ACC để cập nhật được những thông tin mới nhất về pháp luật.